xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây các bạn ơi. Mình xin các bạn vài phút để có thể giới thiệu đến cho tất cả các bạn đó là shopgcoc.vn. Như các bạn biết thì shop chính chủ của mình là shopgcoc.vn, và nên các bạn yên tâm về độ uy tín cũng như là chất lượng nhá. Để mà mua tài khoản liên quân hoặc là ủng hộ mình hoặc như thế nào đó thì các bạn nhớ ghé qua shopgcoc.vn. Tránh gặp phải tình trạng lừa đảo thì các bạn nhớ truy cập phần mô tả trong những clip của mình. Cái đường link đầu tiên dưới phần mô tả ấy, các bạn ấn vào là các bạn sẽ bay thẳng đến shop chính chủ của mình mà thôi. Đó là shopgcoc.vn. Chứ các bạn đừng có lên Google, các bạn chat là shopgcoc.vn, các bạn tìm kiếm là các bạn sẽ ra shopgcoc.vn ấy. Đấy là thằng lừa đảo nha mọi người. Đây, link shop của mình là shopgcoc.vn này. Cứ ấn vào đường link đầu tiên dưới phần mô tả là các bạn sẽ bay thẳng ra. Hiện tại bên shop của mình đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi, ví dụ là siêu khuyến mãi thì mình cũng đã giới thiệu cho mọi người rồi. Nạp càng nhiều nhận được càng nhiều lượt quay miễn phí, và cách tham gia nhận được lượt quay miễn phí thì ở đây. Ngoài ra nếu như các bạn nào muốn thử vận may liên quân 9k, 20k, 50k, 100k thì các bạn có thể vào những mục như thế này nhé. Muốn mua ạc liên quân trắng thì 100% thì các bạn có thể vào mục này. Và ngoài ra thì có rất là nhiều vòng quay cho mọi người tham gia, là thẻ skin SSS, vòng quay tuổi thơ, rồi vòng quay Cody 20k, vòng quay bóng đá. Bây giờ mình sẽ test cho mọi người đó là vòng quay bóng đá nha mọi người. Đang được giảm giá từ 20.000 đồng xuống còn 10.000 đồng mà thôi. Ui, các bạn nhìn thấy là hấp dẫn không? Bây giờ mình sẽ test cho mọi người khoảng tầm 6 phát đi. Ở đây thì có rất là nhiều bạn quay được nhiều mục ngon rồi. Bây giờ mình thử xem là phát đầu tiên của mình ra gì nào. Ra cái gì? Ui, phát đầu tiên 100 Cody nhá với 10.000 đồng. Phát thứ hai xem ra gì nào. Ra cái gì? 6 Cody. Phát thứ ba, tích cực quay tay, vận may sẽ đến, không được nản. Ui dồi ôi, phát thứ tư, trời đất ơi, sao số mình nó khổ thế này. Bây giờ 500 video xuống quá, phát thứ năm. Quay ra như nào. Trời đất ơi, 100 đi. Phát cuối cùng. Nổ, 1, ui, nổ tất các bạn 1.000 đi đây này. Đấy, trời đất ơi, đúng là tích cực quay tay, vận may cũng đã đến các bạn ạ. Mình không nản sớm, chứ không mình nản sớm mình dừng lại, mình không quay là mình không có được 1.000 đi đâu. Ok, đây là vận may trên shop của mình, các bạn có thể tham gia, đó là vòng quay bóng đá nha. Phần thưởng rất là hấp dẫn và cũng chỉ với 10.000 đồng mà thôi, phụ thuộc vào vận may của các bạn. Các bạn nhớ ghé qua shopgcoc.vn. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Superhero, supervillain, tomato, tomato. Chào mừng đến Bình Nguyên. You're so relentless, wanting to be feared. I give you respect. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của cô nàng Cavani trong cái phiên bản lễ hội 5v5, còn được gọi là phiên bản mùa 22, để xem Cavani leo danh có mạnh hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi. Trước tiên là mình sẽ cần phải lao ra cứu rỉa máu của Zone bị mất rất nhiều máu và chạy về mách mẹ rồi các bạn ơi. Thật ra thì Zone với cả Cavani ấy thì solo thời điểm đầu game mình cảm nhận là Cavani có thể ăn được Zone một cách dễ dàng, bởi vì khi mà cái cây súng của Cavani có thể bắn được súng liên thanh mà, vậy nên là chúng ta có thể cấu rỉa được liên tục thay vì là Zone bắn nội tại vô tận tên. Đấy, bây giờ là đi chăn bò cầm cái roi thật to, bò không đi ta lấy cái roi thật quật đít bò, chiến công đầu luôn các bạn ơi. Thế là mình được một mạng đầu tiên rồi, cố gắng làm sao giữ vững được phong độ như thế này thì lát nữa mình sẽ có được nhiều đồ. Khi mà có được nhiều đồ rồi thì có thể gánh được team, bởi vì Cavani là chất tướng late game mà. Đấy, mình cứ tập trung farm thôi. Khi mà chờ đợi cái con rồng nhá, bản thân của mình đang mong chờ cái con rồng ra để lúc đấy có thể ăn được cái con rồng. Thật ra thì trong cái phiên bản này build đồ dành cho Cavani ấy thì cũng không có sự thay đổi quá nhiều, mặc dù chúng ta cũng đã có một cái trang bị hoàn toàn mới xuất hiện, đó là trang bị diệt thần cung cũng như là trang bị huyết cung. Nhưng mà đối với trang bị diệt thần cung thì giá bán bằng vàng nó cao quá, vậy nên là mình không có đủ điều kiện lên cho Cavani ngay từ những thời điểm đầu. Kể cả đánh về late game đi chăng nữa thì mình cũng chưa muốn lựa chọn trang bị diệt thần cung. Thôi thì bây giờ chúng ta tập trung ăn nhanh cái con rồng. Mình cảm thấy là team bạn gọi người ra đây rất đông các bạn ơi. Chúng ta có sự xuất hiện của Florentino. Bạn này có người yêu hay chưa nhỉ? Ui dồi ôi, như thế này là chắc chắn chưa có người yêu rồi. Lên bàn điểm số. Cứ thế mà dí Zone tôi, và Zone ơi, một mạng nữa dành cho mình. Và ngoài ra Liliana sẽ là double kill. Ui, một pha giao tranh ăn được 3 mạng, team mình ăn được 3 mạng, và ngoài ra có cả rồng nữa thì quá lợi thế rồi. Các bạn nhìn thấy qua là team mình được 4 mạng rồi nha. Đấy, trang bị đầu tiên dành cho Cavani thì mình sẽ lựa chọn đó là giày kiên cường, và ngoài ra sẽ là thanh kiếm nhá, rồi đến vứt thung tàn, cung tà ma, kiếm Muramasa, và trang bị cuối cùng sẽ là giáp bóng mệnh. Mình không có lên trang bị diệt thần cung đâu,
Mặc dù là trang bị giật thần cung có rất là nhiều chỉ số nhưng mà căn bản nó đắt quá. Nó có giá là 2980 vàng cơ. Phải nói là farm rất nhiều thì chúng ta mới có thể lên được trang bị đấy. Vậy nên là mình không áp dụng dành cho Capri. Ấy, bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ lấy máu của cái trụ này. Nhưng mà thôi bỏ đi. Bởi vì thời điểm này đẩy trụ như kiểu là mũi đốt inox các bạn ạ. Căn bản cái trụ thời điểm đầu game thì đẩy rất là khó. Đấy, chúng ta cứ cắm đầu vào farm thôi. Khi mà đánh vị tướng Capri này để mà ăn mạng được một cách hiệu quả thì mình sẽ chỉ cho mọi người nhá. Trước tiên, các bạn cần phải sử dụng súng liên hoàn, các bạn cứ bắn cấu rỉa đi. Khi mà thấy đối phương còn một cục máu chẳng hạn thì các bạn sẽ kích hoạt chiêu 1 để bước sang trạng thái súng đại bác. Lúc đấy các bạn chỉ cần nã một phát pháo thôi. Một phát súng đại bác rồi là chắc chắn các bạn sẽ có mạng và không có cơ hội cho người khác KS mạng của các bạn nhé. Đấy, thường thường là mình hay áp dụng cái phong cách như vậy. Cứ cấu rỉa bằng súng đại bác trước, cấu rỉa bằng súng liên thanh trước đã. Sau đó là đợi đối phương có xíu máu, kích hoạt súng đại bác lên, nã trong quả là có mạng. Đấy, đấy là phong cách chơi Capri. Hiện tại thì mình thấy qua có một mình zone tủ trụ như thế này thì ui ôi có cả lữ bố. Em nhầm, em nhìn nhầm. Ui lữ bố có xíu máu thế này thì lữ bố lên bản điểm số. Mỗi tuần chắc là vừa xong Mina lỡ tay thôi các bạn ạ. Mình cứ tưởng mạng đấy của mình, ai ngờ Mina lỡ tan mạng. Cái gì vậy, bỏ Toro, toàn chiến binh cảm tử thôi. Toro là hy sinh thôi bạn ơi, cho mình xin mạng thứ tư. Trận đấu này là mình rất may mắn khi mà hiện tại ăn được 4 mạng rồi. Để mà nói thì Zone cũng là chất tướng late game, Capri cũng là late game. Nhưng mà xin vĩnh biệt Zone nhá. Bởi vì trận đấu này là mình sanh sớm, mình được nuôi sớm các bạn ạ. Được nuôi béo từ sớm. Nào nào từ từ để mình di chuyển vào rừng để hỗ trợ cho team. Không biết là vơ vét được cái gì hay không. Em tới rồi đây. Dương súng lên cứ thế mà bắn thôi. Sấy 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 sấy. Ui rồi ra tôi. Sâu quá các bạn ơi. Vừa xong là mình không thể tin nổi là mình bị đối phương dồn đam nhanh đến vậy. Thế là bị chấm dứt mất rồi. Đấy, Mina thì cũng chat một câu là ẩu quá. Và công nhận là vừa xong mình cũng hơi bị coi thường đối phương nha. Ơ, có một hiện tượng lạ. Ủa, bỏ Toro mất mạng này. Ơ kìa. Một mạng rất là thơm bổ rẻ dành cho Ryoma vừa xong. Ok, trong khoảng thời gian này cũng hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian được khoảng tầm 5 giây để giúp đỡ mình bằng cách cho mình xin một nút like nhá. Ngoài ra cho mình xin một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vừa sau thì lữ bố đứng trên ấy, ui lữ bố của siêu máu đây này. Súng đại bác sẵn sàng. Một phát súng đại bác lên bản điểm số ngay. Ấy, việc nhẹ lưng cao. Bây giờ mình thấy qua có một mình zone thủ trụ thôi. Mina ơi, bạn có hiểu ý mình không? Băng trụ mà xử lý zone thôi, tanh trụ giúp mình. Tuyệt vời. Và bây giờ zone chắc chắn sẽ là của mình tiếp. 6 mạng rồi nha. Lấy luôn cái trụ này. Ok, quá thành công. Ngày xưa thì Capri thời mà mới ra mắt thì được mệnh danh là vị tướng ngộ không phiên bản xạ thủ. Bởi vì cái lượng chí mạng của nó to lắm các bạn ạ. Có thể bắn đến 6k chí mạng, 7k chí mạng. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì rất là khó để chúng ta có thể bắn được ra lượng chí mạng như vậy. Ai rồi cũng bị giảm sức mạnh mà thôi mà. Đấy. Nhưng mà kể cả có bị giảm sức mạnh đi chăng nữa thì hiện tại Capri mình cảm thấy là sấy rất mạnh nhá. Sấy vẫn rất bá đấy, chứ không hề yếu đâu. Yếu thì làm gì có chuyện đến thời điểm hiện tại mình xanh như thế này. Nhưng mà chủ yếu là các bạn đánh vị tướng này cần phải nhịn nhục thời điểm đầu game cơ. Chứ các bạn mà hổ báo thời điểm đầu game là không được đâu. Phải biết nhịn nhục và tuân thủ, đó là câu thần chú thăm ngàn kiệm ngân. Ui ôi cái gì vậy Liliana. Súng đại bác sẵn sàng. Ui ôi chưa gì chết rồi. Mình bắn cho cái mà anh ngờ Kera vừa xong cũng ăn mạng được. Đêm dài lắm mộng. Hiện tại thì mình đang hơn được nhiều thứ như thế này thì mình rất là mong muốn đồng đội của mình sẽ có thể ép được trụ sớm nha. Chứ không nên kéo dài về late game đâu. Chờ mình chút để mình đi kiếm cái con bồ đỏ phát đã. À, có lữ bố. Cái gì vậy lữ bố ơi. Lữ bố lên cao như thế này thì ra bắt lẻ thôi. Mình nghĩ đây sẽ là mạng thứ 7 của mình, các bạn tin không? Không tin đúng không? Úi, sấy thế này thì đỡ làm sao nổi. Bắt lẻ từng người một. Cố gắng ép luôn cái trụ đường dưới cũng được. Nhưng mà mình thấy qua là team bạn tập trung rất đông. Thôi thì Liliana chỉ cần một bắn một mạng. Và ngoài ra chúng ta lại phải hát bài ca chăn bò rồi. Đây sẽ là double kill. Mình quan sát qua thì Floor không thèm về nhà thủ trụ luôn. Đây là zone này. Một bắn, hai bắn lên bài điểm số triple kill. Khi mà đã quá xanh rồi thì rất khó ngăn cản được sức mạnh của Capri nha. Chắc chắn đây sẽ là đường lính xuất cấp này. Ok, có một đường lính sơ cấp rồi.
Ngoài ra thì bây giờ cố gắng làm sao ép được cái trụ đường dưới nữa. Nhưng mà mình cảm nhận được rằng là team bạn bắt đầu kéo người ra thủ, thế nên là hơi bị khó khăn để có thể lấy được đường lính số cấp thứ 2. Đấy, khó lắm các bạn ạ. Thôi thì đứng bên ngoài dí tạm cái chiêu cuối để xem. Nào, cứ sấy chiêu cuối ra nhưng mà không ăn thua. Tình hình là team mình sẽ cần phải đi chung với nhau và chờ đợi cơ hội xem. Team bạn chỉ cần ra khỏi khu vực nhà thôi. Chỉ cần team bạn đừng ôm trụ thôi, đấy sẽ là cơ hội để team mình có thể... hay quá. Mình thấy qua là team bạn thiếu người rồi đấy. Khi mà floor vừa xong là hy sinh rồi. Với lợi thế hơn người như thế này, thật ra thì team mình cũng đang thiếu mất Ryuma bởi vì bạn ấy đi lẻ. Thôi không sao, cố gắng lên Mina ơi. Hay quá, mình tới rồi. Ui, bỏ Toro này. Không ai bắt mình giữ vị trí bắn tôi. Một bé hai bé ra đi, trời đất ơi. Không thể tin nổi một pha giao tranh lại dễ dàng như thế này. Bây giờ thì team bạn chỉ có lui về thôi. Về trong tế đàn chứ làm sao mà dám ra thủ nữa. Ok, chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây nhá. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Đây là sức mạnh của cô nàng Kafni trong cái phiên bản mùa 22. Lễ hội 5v5, các bạn có thể vác vị tấn này và leo danh. Chúc các bạn may mắn, bye bye người.